loại này với giá tiền vẫn y như cũ là 30.000 đồng cho mỗi một tờ vé nha. Cô chú anh chị mình nhớ tham gia đầu tư cũng như là ủng hộ cho chúng em nha, để mình có cơ may mình lôi quà về cùng đồng Lotto Sài Gòn đương thời nha quý vị nha. Đó ra cái tiền lợi này về các nhà cho có bay hút và mình giúp về món ai lên luôn quý vị ơi, rồi ủng hộ qua những lá vé bây giờ nha. Đặc biệt thì một tuần lễ còn phục vụ các nhà quý vị chỉ có 4 đêm thôi quý vị. Ngoài ra là nếu ví dụ như là trong khác trường hợp là lễ lớn hay là lễ gì đó quý vị thì đoàn sẽ có mình thì cùng với các nhà quý vị bên thì cũng rất mong là vì mình đến đây rồi thì ủng hộ cho đoàn nha. Và đặc biệt là đoàn sẽ có một chuyến lưu diễn tại Phú Quốc đó, ai gần tại Phú Quốc thì quý vị nhớ đến xem. Và đặc biệt là quý vị mình vào cửa tự do đoàn chỉ phục vụ qua những tờ vé nha. Và thêm một điều quan trọng nữa là quý vị mình sắp sửa sẽ qua một bộ phim mà do đoàn thực hiện với những thành viên của Sài Gòn Văn Thời và cũng như là những khách mời vô cùng đặc biệt và nổi tiếng nha quý vị nha. Cho nên khi mà chúng em là quay xong rồi chúng em cũng lên YouTube thì cô chú anh chị mình nhớ nha, mỗi người một lượt xe cũng như là một lượt xem để mà ủng hộ tinh thần cho chúng em có cái năng lực cũng như là có cái động lực để làm thêm những cái sản phẩm mới nhiều hơn đúng rồi, để mà phục vụ cô chú anh chị mình xem qua livestream nha. Rồi nghe từ dòng lời này quý vị mình có bé cầm trên tay bắt đầu chuẩn bị do số dạ quý vị ơi, hãy đưa cho đúng đạt 500 ngàn để nhận lại điều người nhận lại điều người giơ tay giùm em nha. Rồi hãy đưa cho tấn đạt 500 ngàn chưa nhận lại điều thừa, nhấc nhẹ một ngón tay giùm em nha. Rồi bên kia nhận đây, bên kia nhận đây, số chỉ ra số chỉ ra số chỉ ra mấy chỉ ra số chỉ ra số chỉ ra số chỉ ra ba chỉ ra ba chỉ ra ba chỉ ra ba chỉ ra con ba chỉ ra người bao đêm em gặp mơ bao ngày cũng vẫn biết anh đi xa và đêm nay trên các bóng thì sao sáng đã về em đang mong bóng quay người nhớ đây đêm nay bây giờ đang buông trong em trên đường sao vẫn tắt bóng đang mỗi tên rồi từ xưa vô thế đang đợi mấy cái đêm trời em đang mong bóng quay người đường đông này ba mươi bảy ba mươi bảy ba mươi bảy ba mươi bảy có ba mươi bảy ba mươi bảy số gì đây mày gì đây mày gì đây mày gì ra số gì đây mày gì đây mày gì đây mày gì đây ai biết tình quê lòng mang bước cùng trắng gió hiền đây chính là nơi người tìm chẳng lên gió đời quên thấy lời một lá thư duyên câu hò là thế vui tên nhọc nhằn một cạn tay say cùng chào mừng nguyện nguyện sáu mười con số mười đi con sáu mười con số mười con số mười đi con số mười đi con số mười số gì ra số gì đây cái số gì đây số gì đây cái số gì đây số gì đây cái gì mà mình cái gì cái bốn một dưới cái nặng già được mà để phải xa lạ mình là tiếp tha nói ra mà không dám 10 đầu tiên quý vị nha. Anh ai nãy giờ số 4 con rồi đó. Anh ai luôn cùng giùm chị đi số 10. Dạ số 10 đầu tiên. Tiếp theo là con gà 28. 28. Con dê 35. 35. Ông trời 37. 37. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị chiêu số tiếp nha. Dù biết em còn thành công chứ đi đâu không? Ủa? Chị tôi
dù biết em ai đi nữa. Đừng có buồn vì chị ơi, nhưng mà chị biết không ai lấy em đâu. Thì chị cũng chẳng gì với em để thổi tay ra bò đèn 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 con mười ba, 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 người Việt Nam 48, 48, 48, 48, 48, trời là con mấy, con hai gì nhé, con hai gì nhé, con hai gì xa. Bây giờ trời mưa ngập đường, thương buồn con đường, buồn tình duyên, trôi theo dòng nước. Đi chỗ tóc thơm, một đàn tóc, không muốn ai bóng nào, nhớ thương nữa buồn tình. Oh,